chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tấm Mắt Việt Nam. Mình là Ngọc Lucy. Ngày hôm nay thì Ngọc sẽ gửi đến cho mọi người một video đánh giá chi tiết về hai sản phẩm máy lọc không khí của nhà Xiaomi này. Thực chất thì Hoàng đã có một cái bài inbox nhẹ trên fanpage của mình nhé hàng về hai sản phẩm này. Nếu như các bạn đang quan tâm thì Ngọc sẽ gửi đến các bạn những cái đánh giá chi tiết hơn, cụ thể hơn để mình hình dung về hai sản phẩm là Mi Air Purifier 3C và Mi Air Purifier 3H. Bây giờ thì cùng Ngọc khám phá nha. Nếu như bạn đang quan tâm đến giá bán của hai sản phẩm này thì Ngọc cũng sẽ thông tin đến các bạn, hiện tại thì sản phẩm đang có mức giá vô cùng tốt bởi vì chúng ta đang có một cái event là chuẩn sóng thông minh. Cụ thể là đối với lại chiếc Mi Air Purifier 3C này đang có mức giảm lên tới là 19%, cụ thể là chúng ta sẽ có giảm giá lên tới 700.000 đồng. Còn đối với lại Mi Purifier 3H thì chúng ta sẽ có mức giảm giá lên đến là 7% và mức giảm lên tới là 300.000 đồng. Ngọc sẽ để đường link ở phía bên dưới để cho bạn nào có quan tâm tới. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái cửa hàng rất là uy tín bán phân phối hai sản phẩm này. Các bạn có thể tham khảo thêm ha. Bật mí một xíu thì cả hai sản phẩm này đều có thể sử dụng app Mi Home để có thể điều khiển một cách tiện lợi. Hoặc là các bạn cũng có thể điều khiển bằng giọng nói thông qua Google Assistant luôn nha. Điều đầu tiên mà Ngọc muốn nói đến trên cả hai sản phẩm này đó chính là về phần thiết kế. Thì cả hai sản phẩm đều sẽ có thiết kế tương tự như nhau, hoặc nhìn các bạn có thể nhìn thấy qua. Và nếu các bạn để ý kỹ thì nó sẽ có sự khác nhau chút nữa thì Ngọc sẽ nói tới cái phần này sau. Rồi các bạn cũng có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có một phần thiết kế nó rất là hiện đại luôn, để trong không gian sống của mình thì đúng là chuẩn sống thông minh thật sự. Và cái màu trắng này nó cũng sẽ mang đến một cái cảm giác là nó trong sạch hơn các bạn ha. Đúng là nó tạo nên một cái giá trị cho cái sản phẩm này nó cao hơn. Và Ngọc cảm thấy là cả hai sản phẩm này thực sự là với chất liệu nhựa là ABS nó mang đến một cái độ bền cho sản phẩm cũng khá là tốt. Bởi vì sao mà sử dụng cái nhựa ABS này? Thực sự thì trong những cái sản phẩm mà các bạn có thể nhìn thấy được từ nhựa trong nhà mình nha, thì có đến 67% các loại vật liệu là nó được chế tạo từ nhựa ABS. Nó sẽ có độ bền tốt nè, rồi khả năng chịu nhiệt tốt, chống va đập cũng như là không có độ giòn. Chính vì vậy là độ bền của sản phẩm rất là cao luôn. Bên cạnh đó, cái việc mà chúng ta có phối thêm một cái màu sắc là màu xám á, thì nó cũng tạo nên cái sản phẩm này một cái điểm nhấn cũng như là một nét rất là hiện đại ha các bạn ha. Ngay sau đây thì Ngọc sẽ nói đến cái phần khác nhau của cả hai sản phẩm để cho mọi người dễ hình dung nha. Đối với lại chiếc Mi Air Purifier 3H thì chúng ta sẽ có một cái sự khác nhau rõ rệt ở cái phần là cái đầu ra không khí của sản phẩm. Đầu ra không khí này sẽ là có thiết kế dạng full hoàn toàn nha mọi người nha. Còn đối với lại chiếc Mi Air Purifier 3C này thì nó sẽ có thiết kế dạng tròn nha. Chính vì vậy là công suất của chiếc 3H thì nó sẽ nhiều hơn, lớn hơn, mạnh hơn so với lại cái dòng là Mi Air Purifier 3C. Công suất nó mạnh hơn như thế nào thì chút nữa Ngọc sẽ nói kỹ hơn trong cái phần tiếp theo. Còn bây giờ thì các bạn quan sát tiếp, ở phía trước chúng ta sẽ có một cái vị trí màu đen như thế này. Đây chính là màn hình của cả hai sản phẩm. Ở đối với lại chiếc 3H thì chúng ta sẽ có vị trí cảm biến được đặt trên màn hình này luôn. Còn đối với lại chiếc 3C thì hai cái nút vật lý của nó nằm ở phía trên đầu ra của sản phẩm luôn ha. Rồi các bạn quan sát xuống phía dưới, bao quanh của cả hai sản phẩm luôn sẽ là những cái lỗ nhỏ li ti. Và những cái lỗ nhỏ li ti này đó chính là đầu vào của không khí nha các bạn nha. Tức nghĩa là chúng ta sẽ lấy không khí từ phía môi trường của chúng ta sẽ đi vào trong những cái lỗ nhỏ này, và sau đó qua đầu lọc nó sẽ được chuyển lên trên và thoát ra ngoài nhìn những cái đầu ra không khí ở phía bên trên cùng này. Chính vì vậy các bạn cũng lưu ý giúp Ngọc là khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm thì không nên đặt bất kỳ một vật gì lên trên cái đầu ra không khí này, cũng như là không nên che cái tấm chắn lại nha các bạn nha. Hồi nãy thì Ngọc cũng có nhắc đến một cái nút bấm cảm ứng ở trong màn hình của 3H. Thì đối với lại nút bấm này chúng ta có thể điều chỉnh được cái những cái chế độ cũng như là những cái tần suất của sản phẩm ha. Rồi đối với lại cái sản phẩm 3C thì cái nút thay đổi cái cường độ của sản phẩm hay là chế độ của sản phẩm thì nó sẽ nằm ở phía bên tay phải của, khi mà mọi người nhìn vào phần trước thì nó sẽ nằm ở bên tay phải ha. Còn đối với Ngọc thì nó sẽ nằm bên tay trái. Nhưng đó không phải là nút bấm duy nhất trên hai sản phẩm, mà chúng ta còn một nút bấm nữa nha. Nút bấm này thì nó sẽ hiển thị cái phần màn hình của mình. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 chế độ màn hình. Đầu tiên thì sẽ là rất sáng, thứ hai là sáng vừa, và thứ ba là sẽ không nhìn thấy, tắt luôn cái phần màn hình này các bạn ha. Đối với lại sản phẩm 3H thì cái nút bấm này nó sẽ nằm ở phía mặt sau của sản phẩm nha. Còn đối với lại sản phẩm 3C này thì nó sẽ nằm ở phía tay còn lại, tức nghĩa là tay phải của Ngọc và tay trái khi mà mọi người nhìn vào. Rồi bây giờ Ngọc đã quay cả hai mặt sau của sản phẩm để cho mọi người có thể dễ dàng hình dung. Thì đây, mọi người có thể nhìn thấy được cái cảm biến nhiệt cũng như là cảm biến độ ẩm của mình ở phía sau nha. Thì tương tự như sản phẩm 3C nó cũng như vậy. Đó.
Và hai cái phần này thì nó cũng sẽ tương đối là giống nhau, chỉ khác cái nút bấm hồi nãy Ngọc Anh có đã nói thì nó sẽ trên bar thì nó sẽ nằm ở phía bên trên của cảm biến này nha các bạn nha. Rồi bây giờ mọi người chịu khó quan sát trong những cái lỗ nhỏ li ti này thì đây chính là cái điểm khác biệt tiếp theo mà Ngọc muốn nhấn mạnh trên cả hai sản phẩm. Đối với 3C thì chúng ta sẽ có lọc khí 4 chiều, chính vì vậy là những cái lỗ nhỏ này nó sẽ thông qua bên trong của sản phẩm luôn. Còn đối với lại sản phẩm 3H này chúng ta sẽ có lọc khí 3 chiều, chính vì vậy là những cái lỗ nhỏ này nó bị bít nha các bạn nha. Rồi, các bạn có thể quan sát tiếp theo đó chính là về phần lấy ra cái bộ lọc của mình á thì nó cũng sẽ khác nhau. Ở đây á, sản phẩm 3H thì các bạn sẽ nhìn thấy được chúng ta có một cái nút bấm ở đây để lấy cái tấm lọc của mình ra ha các bạn ha. Đó. Còn đối với sản phẩm 3C này thì để lấy cái bộ lọc ra thì các bạn sẽ lấy như thế nào? Chúng ta sẽ lấy từ phần thân của sản phẩm nha. Tức nghĩa là ở phần thân này chúng ta sẽ có hai cái nút bấm và các bạn sẽ ấn vào trong hai cái nút bấm này nhấc cái sản phẩm đầu lọc của chúng ta ra. Đó. Và trong này thì chúng ta sẽ có cái bộ lọc của mình. Bây giờ thì Ngọc sẽ tiến hành lấy hai cái bộ lọc này ra để cho các bạn có thể nhìn thấy được cái cách thức lấy ra khác nhau cũng như là vị trí đặt lọc như thế nào nha. Thì cả hai sản phẩm này đều sử dụng là màng lọc HEPA. Đây là một trong những cái màng lọc tiên tiến nhất ở thời điểm hiện tại nha mọi người nha. Chúng ta có thể lọc được đến những cái hạt phân tử bụi siêu nhỏ với kích thước là 2.5 micromet nha. Thật sự là đây sẽ là một trong những cái điểm mạnh của sản phẩm luôn. Đó, các bạn nhìn thấy là nó thiết kế nó không có quá cầu kỳ. Trên cả hai sản phẩm nó sẽ không quá cầu kỳ nha, nhưng mà cái khả năng lọc của nó là cực kỳ tốt. Đối với bộ lọc HEPA này thì chúng ta sẽ có 3 lớp cơ bản nha các bạn nha. Nó sẽ có những cái dòng sản phẩm khác các bạn để ý là cũng sẽ sử dụng màng lọc HEPA luôn, nó sẽ là 4 lớp. Nhưng mà cơ bản của màng lọc HEPA thì nó cũng chỉ có 3 thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là Ngọc sẽ lấy nhất ra từ bên trong của sản phẩm của mình ha. Rất là đơn giản thôi. Đó, nó không hề quá cầu kỳ và nó cũng rất là gọn nhẹ luôn các bạn ha. Chính vì vậy là tổng cái trọng lượng của sản phẩm này chỉ có 4,6kg thôi. Rồi, sản phẩm 3H thì nó sẽ nhỉnh hơn một xíu là 4.8kg các bạn nha. Bây giờ thì Ngọc cũng sẽ tiến hành lấy luôn cái màng lọc HEPA của cái máy 3H này ra để cho mọi người có thể dễ dàng hình dung của cả hai sản phẩm nha. Thì ở đây mình sẽ có một cái dây ở đây. Các bạn sẽ kéo cái dây này ra nha. Nó rất là đơn giản, Ngọc dùng một tay là tay trái, tay không thuận nha các bạn nha, vẫn có thể dễ dàng lấy ra được. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đệm lò xo giúp cho sản phẩm của chúng ta lấy ra rất là dễ dàng luôn. Thì nhìn chung là hai cái màng lọc HEPA này nó sẽ không có sự khác nhau nha các bạn nha. Cụ thể là hồi nãy Ngọc cũng đã nói là chúng ta sẽ có 3 lớp màng lọc. Thì nó sẽ là 3 cái chế độ lọc khác nhau nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ qua một cái chế độ lọc thô trước. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ qua đến lọc than hoạt tính và cuối cùng là màng lọc HEPA. Và sau khi đi qua 3 màng lọc này thì không khí đưa ra nó sẽ rất là trong lành luôn. Sẽ giữ lại những cái lớp bụi ở qua ba cái lớp màng này đó. Chính vì vậy là vì sao nó lọc được những cái hạt bụi nhỏ nhất nha mọi người nha. Rồi bây giờ thì Ngọc sẽ lắp vào nha. Thì tương tự như cái cách mà bạn lấy ra thì chúng ta sẽ thao tác ngược lại thôi. Lắp đơn giản như thế này cho nên là mọi người muốn chúng ta thao tác vệ sinh sản phẩm thì cũng rất là dễ dàng luôn nha. Nãy giờ thì Ngọc cũng đã nói kha khá thông tin nhưng mà Ngọc vẫn còn một vài những cái thông số khác sẽ nói hết để cho mọi người có thể là chúng ta biết được, nắm được thông tin của cả hai sản phẩm này cụ thể hơn nha. Với lượng điện tiêu thụ của cả hai sản phẩm thì với 3C chúng ta sẽ có lượng điện tiêu thụ là 29W, trong khi đó 3H chúng ta là 38W. Về độ ồn thì chúng ta sẽ có 3C là 30.5 dB, trong khi đó đối với là 3H thì chúng ta sẽ có cái độ ồn nó là 32.5 dB. Về phần điều khiển như Ngọc đã nói hồi nãy thì chúng ta đối với là 3H thì nó sẽ là nút cảm ứng, còn đối với là 3C thì chúng ta sẽ dùng nút ấn cơ. Về lọc 360 hồi nãy Ngọc cũng đã có giới thiệu luôn là chúng ta sẽ có lọc khí 3 chiều đối với là 3H, còn đối với lại 3C thì chúng ta sẽ có lọc khí 4 chiều. Về lượng gió của cả hai sản phẩm thì đối với 3C chúng ta sẽ có là 320 m³/giờ, còn đối với lại 3H thì chúng ta sẽ có 380 m³/giờ. Còn về giá thành thì tất nhiên là 3C thì nó sẽ có mức giá rẻ hơn so với lại sản phẩm 3H, bởi vì cái công suất của 3H nó sẽ lớn hơn so với lại 3C. Ngọc cũng đã cắm điện cho cả hai sản phẩm và bây giờ thì Ngọc sẽ thao tác một vài thao tác đơn giản để cho các bạn dễ dàng hình dung nha. Trước tiên thì chúng ta nhớ bật nguồn của cả hai sản phẩm luôn nha. Đối với 3C thì chúng ta sẽ nhấn giữ cái nút nguồn bên phải như thế này. Rồi, nghe tiếng tít thì các bạn buông ra ha. Chúng ta sẽ thao tác lại trên này.
Rồi sau khi Ngọc bật nút nguồn lên thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thông số được hiển thị ở đây luôn nha. Đây sẽ là lượng ô nhiễm ở trong cái phòng của mình ha các bạn ha. Cái nút màu xanh này á, thì cái không khí của chúng ta đang khá là trong lành. Nếu như mà nó hiện về màu cam thì nó sẽ là hơi ô nhiễm. Còn nếu như mà là màu đỏ thì là nó sẽ cực kỳ ô nhiễm luôn. Và khi đó thì nó sẽ tăng cái việc mà chúng ta thao tác, tức nghĩa là chúng ta lọc không khí nhiều hơn ha. Rồi ở dưới đây thì sẽ là các chế độ của cái lọc không khí của mình. Ở đây thì chúng ta đã kết nối với lại cái wifi cũng như là những cái kết nối khác ha các bạn ha. Cũng tương tự như vậy thì chiếc máy 3H của chúng ta sẽ có cái nút nguồn của nó nằm ở phía sau của máy nha mọi người nha. Chúng ta sẽ nhấn và giữ cái nút nguồn này lên để cho máy của chúng ta hoàn tất. Rồi sau khi Ngọc bật nút nguồn phía sau thì các bạn cũng đang nghe tiếng tít, tức nghĩa là cái khi đó màn hình của chúng ta cũng đã phát sáng rồi. Cũng tương tự như máy 3C thì chúng ta cũng sẽ có những cái thông số ở đây nha các bạn nha. Thay vì cái đường ngang hồi nãy nó hiển thị màu sắc á, thì nó sẽ hiển thị trong cái nút cảm ứng của chúng ta luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thông số về cái mức độ nhiễm trong không khí nè, có được cái nhiệt độ của phòng và mức độ ẩm của không khí của mình luôn là 79% nè, kết nối của sản phẩm nè, đó và các chế độ ở đây luôn. Bây giờ thì Ngọc sẽ nhấn vào trong cái nút cảm ứng này để chỉnh những cái chế độ trong máy luôn nha. Đó, nó sẽ có những cái mức độ khác nhau. Hình trái tim thì sẽ là cái mức độ cao nhất của cái lọc không khí của mình luôn nha mọi người ơi. Ở đây sẽ là chế độ tự động nha, chữ E. Còn đây sẽ là chế độ yên lặng ha các bạn ha. Tương tự như 3H thì 3C chúng ta sẽ có những cái nút bấm ở phía bên trên này nha. Chúng ta sẽ điều chỉnh những cái chế độ này ở trên cái nút bấm của mình. Đây, Ngọc sẽ bấm thử cho các bạn luôn nha. Đây sẽ là cái điều chỉnh màn hình của mình. Đó, nó sẽ có 3 chế độ ha. Là đây là mức sáng nhất nè, mức trung nè và tắt nè. Rồi, về chế độ thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây nha. Ở đây là chế độ cao nhất của cái phần lọc không khí của mình luôn ha. Tức nghĩa là khi mà cái thanh này nó hiện lên màu đỏ nè, các bạn sẽ chỉnh về cái chế độ lọc hình trái tim để có thể lọc cao nhất. Hoặc là các bạn có thể chỉnh chữ E nè, tức nghĩa là tự điều tiết automatic nha các bạn nha. Ở đây thì sẽ là chế độ yên lặng luôn, tương tự như máy 3H các bạn đã được nhìn thấy lúc nãy. Đó, các bạn cũng có thể dễ dàng điều khiển cả hai sản phẩm này thông qua ứng dụng là Mi Home nha. Các bạn sẽ vào CH Play và tải về. Bây giờ thì Ngọc đã có ở đây rồi và Ngọc sẽ thao tác thử luôn cho mọi người luôn nha. Các bạn sẽ tải về, sau đó các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản Mi của mình nha. Thì nếu các bạn chưa có thì chúng ta hãy đăng ký qua cái mail của mình nè, hoặc là qua số điện thoại cũng được luôn nha. Rồi sẵn ở đây Ngọc đang có chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 10 5G nha các bạn nha. Ngọc cũng đã đăng nhập vào trong cái tài khoản của mình để có thể là sử dụng. Sau đó thì các bạn sẽ kết nối với lại cả hai sản phẩm này luôn. Chúng ta có thể thao tác trực tiếp trên này. Chút nữa thì Ngọc sẽ làm một vài thao tác cơ bản để cho mọi người có thể dễ dàng hình dung nha. Rồi như hồi nãy Ngọc đã có hướng dẫn thì chúng ta sẽ vào trong CH Play nè, tìm cái ứng dụng Mi Home của mình nha. Mi Home hiện ra và Ngọc đã tải về sẵn rồi cho nên là mình chỉ cần mở ra thôi. Đó, và Ngọc đã kết nối với là cái máy lọc không khí 3C của mình rồi. Bây giờ Ngọc sẽ thao tác thử cho mọi người có thể hình dung ha. Đây, nó sẽ hiển thị được cái chỉ số ở trong nhà của mình ha. Từ 0,00 cho đến 0,15 là mức độ rất là tốt nha các bạn nha. Từ 0,15 cho đến 0,40 thì sẽ là hơi mức độ trung bình. Còn mức độ từ 0,40 trở lên thì nó sẽ là mức độ ô nhiễm cao hơn ha. Đây, các bạn có thể thao tác tắt nè. Hoặc là những cái chế độ của chúng ta có 3 chế độ ở đây nha, tự động nè, chế độ yên lặng ban đêm nè và chế độ thủ công nè các bạn, là chế độ cao nhất hả các bạn ha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thao tác khác nè. Các bạn có thể kiểm tra, các bạn có thể là xem qua những cái thao tác này luôn nha. Như vậy là Ngọc vừa đi qua những cái đánh giá chi tiết cụ thể cũng như là giới thiệu rất là chuyên sâu về cả hai sản phẩm này. Như đầu video thì Ngọc đã có chia sẻ là cả hai sản phẩm này đang có mức giá vô cùng tốt. Mi Air Purifier 3C đang có mức giảm lên tới là 19%, lên tới là 700.000 đồng. Còn đối với lại Mi Air Purifier 3H thì đang có mức giảm lên tới là 7% và mức giảm của chúng ta lên tới là 300.000 đồng nha. Các bạn cảm nghĩ như thế nào về cả hai sản phẩm là Mi Air Purifier 3C cũng như là Mi Air Purifier 3H? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho Ngọc biết nha. Cũng đừng quên là hiện tại thì cái event là chuẩn sóng thông minh vẫn đang được diễn ra với mức giá vô cùng tốt cho cả hai sản phẩm. Hãy tham khảo đường link mà Ngọc đã để phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.